Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Lạt, chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ thoát ly tham gia hoạt động kháng chiến trên chiến trường Đà Lạt Tuyên Đức. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Công Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo thành phố Đà Lạt; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã đến dự. Chiến thắng ngày 3 tháng 4 năm 1975, giải phóng Đà Lạt là sự kiện lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân thành phố trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng giải phóng Đà Lạt và nhìn lại quá trình phát triển của thành phố qua 40 năm giải phóng. Trong những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt, nhân dân thành phố Đà Lạt đã phát huy truyền thống đoàn kết, một lòng với Đảng, với cách mạng, không sợ gian khổ, hy sinh. Nhiều người con ưu tú từ mọi miền đất nước đã về đây chiến đấu anh dũng, kiên cường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Và giờ đây, họ lại được gặp nhau với những cái ôm, cái bắt tay đầy thân thương của những người bạn, người đồng chí, đồng đội đã từng sát cánh bên nhau để làm nên chiến thắng của 40 năm về trước. Trong vòng là coi như là 40 năm nay, nghĩa là anh em rất xa phương là việc lo làm ăn để xây dựng là quê hương. Nhưng chú là coi như là bên đây gặp là chú rất phấn khởi lắm. Chúng tôi rất là vui mừng và vinh dự hôm nay như là kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng, được gặp lại đồng đội và những đồng chí đồng đội đã từng trường trả chiến đấu trên chiến trường. 40 năm trôi qua, nhưng ký ức về ngày giải phóng Đà Lạt vẫn còn đậm nét đối với những người đã trực tiếp viết nên trang sử vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng quê hương. Cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này là dịp để cán bộ chiến sĩ tham gia hoạt động kháng chiến trên chiến trường Đà Lạt Tuyên Đức cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời tuy gian khổ nhưng thấm tình đồng chí đồng đội. Đây còn là cơ hội để thế hệ trẻ học tập phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Tôi được rất là vinh dự đại diện cho tuổi trẻ thành phố được từ dự buổi họp mặt ngày hôm nay. Trong buổi họp mặt hôm nay, chúng tôi cảm thấy rằng trách nhiệm của thế hệ trẻ phải tiếp nối truyền thống của cha ông, biết ơn cái công ơn, sự cống hiến to lớn của các cô, các chú, các bác đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để bày tỏ lòng tri ân đối với các mẹ Việt Nam anh hùng đã có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã tặng hoa và quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Chi và mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thung. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Lạt Lâm Đồng, hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức gặp mặt các mẹ, các chị nữ chiến khu Tuyên Đức Lâm Đồng. Đồng chí Vũ Công Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, đại diện các ngành và trên 150 nữ cán bộ chiến sĩ từng tham gia hoạt động cách mạng chiến khu Tuyên Đức qua các thời kỳ đã tham dự. Tại buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, các mẹ, các chị nữ chiến khu Tuyên Đức Lâm Đồng đã cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng các chị em nữ chiến khu Tuyên Đức Đà Lạt Lâm Đồng lúc đó chỉ mới 18 đôi 10, công tác ở các đội bệnh xá, văn phòng, giao liên, đoàn vận tải H-70, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, đóng góp hết mình cho kháng chiến, đi đến thắng lợi cuối cùng, giành độc lập tự do cho đất nước. Được biết toàn tỉnh hiện có 270 nữ chiến khu Tuyên Đức Đà Lạt Lâm Đồng. Trong đó, ở thành phố Đà Lạt có 127 người, còn lại chủ yếu ở các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà và Bảo Lộc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Công Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13, đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đánh giá cao những công lao to lớn mà các chị em, các chị nữ chiến khu Tuyên Đức đã cống hiến cả tuổi thanh xuân trong công cuộc giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các chị, các mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nhắc nhở con cháu đoàn kết gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cùng thăm hỏi động viên nhau trong cuộc sống, xây dựng ban liên lạc nữ chiến khu Tuyên Đức ngày càng bền chặt.